có một cái bà má khẽ ra mở cái cửa cửa nhà và mời chúng tôi vào. Vào thì có cái bàn giản đơn đơn sơ thôi. Thế bà má nói: tôi giới thiệu con là quân giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày mai có nhiệm vụ chỉ huy đánh từ cái trục đường 13 này, chiếm cầu Vĩnh Bình và đánh vào vào khu gọi lục quân công trường Gò Vấp, bộ tư lệnh thiết giáp quân ngụy ở trong đó, để cho các đại quân của chúng ta đánh chiếm Sài Gòn. Má xem cái bản đồ chỉ huy má không biết, má đeo cái kính, má bảo thôi để má quay vào trong buồng. Một lát sau má đưa được một cái bản đồ thành đô, tức cái bản đồ hành chính ấy. Thì bác với má với chỉ vào các địa điểm, má bảo cách đây 5 cây số là có cái trại Huỳnh Văn Lương, nó có khoảng gần 2.000 cái hạ sĩ quan ngụy và có một đại tá chỉ huy. Thì các con mai tấn công thì không nên đánh vào, gọi hàng, tức là ở miền Nam gọi kêu hàng ấy. Và đánh thẳng vào, đi qua Lai Thiêu và đánh thẳng vào trong đó để giữ được cái cầu thì mới vào được Sài Gòn. Quý vị thân mến, trận đánh qua Lái Thiêu đập tan tuyến tử thủ Sài Gòn, đánh chiếm các mục tiêu thắng lợi của Trung đoàn 27 có sự đóng góp của Má Sáu Ngẫu. Với tấm bản đồ nội đô Sài Gòn do Má Sáu Ngẫu cung cấp, Trung đoàn 27 cùng với các đơn vị trong sư đoàn tiến đánh các mục tiêu chính xác, làm giảm rất nhiều thương vong cho Trung đoàn. Sau trận đánh này, tấm bản đồ được Trung đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu giữ lại làm kỷ niệm. Sau này cứ đến ngày kỷ niệm 30 tháng 4, chiến sĩ các thế hệ Trung đoàn 27 lại truyền nhau câu chuyện năm xưa về Má Sáu Ngẫu với cái tên rất đỗi thân thương trìu mến, bà má tham mưu của Trung đoàn. Với sự tích đó, nhạc sĩ Văn Thành Nho sau này đã viết bài hát Tấm bản đồ má trao. Tấm bản đồ và bài hát đã đi vào truyền thống Trung đoàn. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu được nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1973. Tấm bản đồ nay trở thành hiện vật được lưu giữ, phát huy giá trị tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và thường được giới thiệu trong các triển lãm chuyên đề về sự kiện lịch sử này. Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến cuộc hành quân thần tốc giải phóng Sài Gòn và câu chuyện về Má Sáu Ngẫu qua lời kể của chính người Trung đoàn trưởng năm xưa, Thượng tướng, Viện sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu. Đêm 26 thì toàn bộ cái đội hình chúng tôi từ phải đã tập kết được vào gọi là Bầu Cá Chê ở Bắc của Tân Uyên ấy. Thì có nhiệm vụ là đánh qua Tân Uyên rồi đánh thẳng vào Lái, qua Lái Thiêu và đánh thẳng vào chiếm cầu Vĩnh Bình và đánh thẳng vào lục quân công trường Gò Vấp, phải chiếm được các cái mục tiêu vòng ngoài để tạo điều kiện cho các cái đơn vị chủ lực của chúng ta là tiếp tục đánh sâu vào bên trong. Nhưng mà đến đêm ngày 29 thì đoàn chúng tôi đã đến Bắc của Búng, tức cách Lái Thiêu khoảng 10 cây. Thì lúc đó trên đường đi, lúc đó là chỉ huy theo bản đồ chứ còn không có người dẫn đường, chỉ có trong quá trình đi thì có cái lực lượng là tại chỗ đó, tức là cái anh Sáu Châu là huyện đội phó, cô Hai Mỹ đấy, là biệt động thanh đoàn nhưng mà làm hoạt động biệt động. Nhưng mà trong cái ký hiệu của chiến dịch Hồ Chí Minh ấy, là nếu mà hô muôn năm Hồ Chí Minh mà đáp lại muôn năm thì đó là ký hiệu. Đấy, cái hiệu quả cái vùng, tức là cái lực lượng nằm vùng ấy, được phổ biến như thế rồi. Thế tôi còn nhớ là lúc đó là đêm hôm đó chúng tôi vào đó thì không biết đường nữa. Tất cả là trong cái Búng ấy là bị tắt hết điện. Thì chúng tôi đi qua cái tổ trinh sát, tôi là lúc đó trung đoàn trưởng anh Trịnh Văn Thư là chính ủy cùng tổ trinh sát ven qua thì phát hiện ra cái tức là đi qua cái khu nghĩa địa, phát hiện ra một cái nhà lá thôi, thấy có ánh đèn lấp ngá. Chúng tôi về cho anh em trinh sát tiếp cận vào phát cái mật khẩu hô là Hồ Chí Minh. Thì một lát có người đáp ta là muôn năm và có một cái bà má khẽ ra mở cái cửa nhà và mời chúng tôi vào. Vào thì có cái bàn giản đơn đơn sơ thôi. Thế bà má nói: tôi giới thiệu con là quân giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày mai có nhiệm vụ chỉ huy đánh từ cái trục đường 13 này, chiếm cầu Vĩnh Bình và đánh vào khu gọi lục quân công trường Gò Vấp, bộ tư lệnh thiết giáp quân ngụy ở trong đó, để cho các đại quân của chúng ta đánh chiếm Sài Gòn. Má xem cái bản đồ chỉ huy má không biết, má đeo cái kính, má bảo thôi để má
mà quay vào trong buồng một nát sau má đưa được một cái bản đồ thành đô, tức là cái bản đồ hành chính ấy. Thì bác với má mới chỉ vào các địa điểm, má bảo cách đây 5 cây số là có cái trại Huỳnh Văn Lương, nó có khoảng gần 2.000 cái hạ sĩ quan ngụy và có một đại tá chỉ huy, thì các con mai tấn công thì không nên đánh vào, gọi hàng, tức là ở miền Nam gọi kêu hàng ấy. Và đánh thẳng vào, đi qua Lái Thiêu và đánh thẳng vào trong đó để giữ được cái cầu thì mới vào được Sài Gòn. Thế tôi vì mà má nói luôn, bên cạnh má là em Phước lúc đó là 16 tuổi, còn em Đức con má đấy, là 14 tuổi. Thì má bảo mai gia đình má cùng lên xe của chúng tôi, xe tăng đấy, để dẫn đường. Thì tôi bảo má già rồi, các em còn trẻ nên là chúng con cảm ơn má, và mai chúng con đánh xong thì chúng con sẽ quay lại để cảm ơn má và đồng bào. Và lúc đó là có 6 châu huyện đội phó và 2 vị đi rồi. Thế là má đồng ý. Hôm sau thì theo đúng cái chỉ dẫn của má thì chúng tôi đánh, sáng sau thì tấn công, sáng 30 tháng 4 đấy, tấn công. Cũng qua cái Huỳnh Văn Lương là cho lực lượng, tức là địch vận ấy, vào kêu gọi nó đầu hàng. Và đánh qua Lái Thiêu, vì cái trong Lái Thiêu đó tôi đã đưa tiểu đoàn 5 là cài sẵn rồi. Đánh vượt qua đó thì đến cái ngã ba ấy, thì nó bắn, ta bắn cháy của nó được 3 chiếc xe và bắt được cái vua chiến trường. Sau đó thì theo trục đường bá chỉ dẫn là ở cái cầu Vĩnh Bình, nó giết nhiều cái thùng phi, nó đựng cát và có hàng Lào kẽm. Nên là nhanh chóng tiến công, thì tiến công đến cầu Vĩnh Bình thì phía bên kia nó bắn lại. Nó vì toàn xe tăng thôi mà. Thì đồng chí Hoàng Đạo Mạc, nó với đại đội trưởng ngồi trên chiếc xe tăng đó. Thế đồng chí bắn thì nó bắn hỏng xe mình, nên là đồng chí Hoàng Đạo Mạc xuống chỉ huy 3 chiến sĩ B-40, B-41 bắn cháy của nó 3 xe. Và đồng chí Hoàng Đạo Mạc bị thương. Sau đó thì tôi mới quyết định là lúc bấy còn cách Sài Gòn, lúc bấy khoảng 9 rưỡi, gần 9 rưỡi, cách Sài Gòn khoảng 10 cây nữa, tôi nói là quyết định đưa đồng chí Hoàng Đạo Mạc lên xe để tiếp tục tiến công, nhanh chóng đánh vào cái đánh chiếm cái đánh được cầu Vĩnh Bình rồi thì nhanh chóng đưa lực lượng vào chiếm cái bộ tư lệnh thiết giáp quân ngụy ở Gò Vấp, và chiếm toàn bộ cái lục quân công trường 13 căn cứ đó và cái tiếp quản cái tổng ý vệ Cộng Hòa, để tạo điều kiện cho các đơn vị bạn vào tiếp cái mục tiêu bên trong. Thì chúng tôi vào khoảng 10 giờ, khoảng chưa đến 10 giờ đâu, thì chúng tôi đã hoàn thành đánh xong và cũng đã tạo điều kiện cho các đơn vị bạn tiếp tục đánh các mục tiêu bên trong. Sau đánh xong một ngày thì theo đúng lời hứa với má, để tôi cũng bị dùng xe chỉ huy và một khoảng hơn chục anh em quay lại Lái Thiêu để cảm ơn má. Thì đồng bào đứng dọc hai bên đường mà cái Lái Thiêu này hoa quả cực nhiều luôn, tức là chôm chôm đổi xoài riêng, đổi măng cụt, sầu riêng, đồng bào đứng dọc bên đường để tặng cho quân giải phóng. Nhưng mà theo cái chính sách của quân giải phóng lúc đó cảm ơn thôi, chỉ nhận tượng trưng thôi. Lúc bây giờ cái kỷ luật của quân giải phóng rất nghiêm, 10 cái điều quy định đối với dân vận rất nghiêm trong vùng giải phóng, nên chúng tôi cảm ơn đồng bào và vào cảm ơn má. Má Sáu Ngẫu sinh năm 1930 trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Thuận Giao, nay là phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Năm xưa cũng từ mảnh đất này, cô giáo Huỳnh Thị Sáu rất giỏi tiếng Pháp, chữ viết rất đẹp, nhưng đã xếp bút nghiêng lên đường theo tiếng gọi của non sông. Má tham gia đội giao liên tại địa phương, làm công tác tuyên truyền, giải truyền đơn, đấu tranh với địch, đưa đón cán bộ và bộ đội ta từ căn cứ xuống cơ sở và ngược lại. Hình ảnh má Sáu Ngẫu qua lời kể của ông Lê Quốc Duy, nguyên bí thư huyện ủy Châu Thành, nguyên bí thư huyện ủy Lái Thiêu. Trong những năm đầu đánh Pháp, ông Duy là người trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Sáu Ngẫu hoạt động tại địa phương. Ông Duy cho biết, bà Huỳnh Thị Sáu tham gia hoạt động kháng chiến chống Pháp tại địa phương từ năm 1948. Bà làm cán bộ binh vận, kinh tài tại xã Thuận Giao, sau đó được rút lên làm cán bộ phụ nữ tỉnh chiến khu Thuận An Hòa cùng với chị Ba Rễ. Sau này chị Ba Rễ làm tránh thanh tra tỉnh Sông Bé. Hồi đó tôi thường hay gửi thư, tài liệu mật qua chị Sáu. Với những cống hiến xuất sắc trong bước đầu hoạt động, với lòng yêu nước nồng nàn, cộng với sự dũng cảm, thông minh, qua thời gian thử thách chui rèn, Huỳnh Thị Sáu đã trở thành một cán bộ rất có năng lực. Trước yêu cầu của cách mạng, năm 1948, má Sáu chính thức thoát ly. Từ đây má nguyện hiến dâng cuộc đời cho Tổ quốc. Cơ sở hoạt động của má chủ yếu đóng ở rừng chiến khu D, chiến khu Thuận An Hòa.
Má Sáu lúc ở rừng già, khi ấp nọ thôn kia, luôn lách qua rừng, qua suối, chuyển tin tức tài liệu mật cho cách mạng. Năm 1967, bà Huỳnh Thị Sáu được tổ chức giao nhiệm vụ lên Sài Gòn móc nối, liên lạc với lực lượng hoạt động bí mật nội thành, xây dựng cơ sở, giấu quân, vũ khí, khí tài, đạn dược nhằm lót ổ chuẩn bị cho chiến dịch Mậu Thân 1968. Cơ sở hoạt động của má ở Sài Gòn là căn nhà số 59 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, sát ngay trụ sở Tổng nha Cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa. Thời gian đã trải qua hơn 50 năm, nhưng số nhà vẫn không thay đổi. Chủ nhà hiện nay là những người dân lao động đang sinh sống. Hàng ngày, má Sáu cùng với hai người con vẫn sinh hoạt lao động bình thường như bao người khác. Nhưng đêm đêm, má lặng lẽ điều nghiên tình hình quân địch, kịp thời báo cho tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Có chiến thắng nào mà không mất mát đau thương? Sau Mậu Thân 1968, cơ sở của má Sáu ở Sài Gòn bị lộ, má lập tức trở lại Bình Dương tiếp tục hoạt động. Giữa lúc phong trào cách mạng đang bùng lên mạnh mẽ trên toàn cõi miền Nam, thì chồng má, ông Đinh Quang Kỳ, tức Tư Ca, trong một lần đi công tác bị địch phục kích và anh dũng hy sinh. Liệt sĩ Đinh Quang Kỳ, nguyên quán huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1943, ông cùng đoàn quân Nam tiến vào hoạt động tại tỉnh Thủ Dầu Một, giữ chức vụ chánh văn phòng ban tuyên huấn tỉnh ủy. Có một giai đoạn ông Kỳ phụ trách tờ báo Thủ Dầu Một, nay là báo Bình Dương. Biến đau thương thành hành động, má Sáu tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng với lòng căm thù giặc sâu sắc. Đây là giai đoạn rất khó khăn trong cuộc đời của má, nhưng cũng là giai đoạn má quyết tâm nhất. Tất cả vì độc lập tự do, tất cả cho ngày giải phóng miền Nam, thống nhất non sông được đến gần. Sau này thì chúng tôi mới biết, vì chữ của má rất đẹp. Thì sau này chúng tôi đánh xong thì mới biết, má là giáo viên dạy tiểu học tiếng Pháp ở trong Sài Gòn. Chồng má là Hai Dương, là cán bộ cách mạng. Thì trong tổng tấn công Mậu Thân 68 ấy, là gia đình nó bắt được chồng của má và đưa đi Côn Đảo, và chồng của má đã hy sinh. Thì chồng của má lúc đó hoạt động, thì má cũng là cơ sở hoạt động ở trong Sài Gòn. Nên là má ghi, ngoài cái chồng má ghi chép lại, thì má đã ghi chép rất đầy đủ những cái căn cứ của nó ở đâu. Và thông qua cái cách đi của má thì tôi cũng không hiểu hết được, nhưng mà má có thể đi dưới dạng dân sự thôi, thì má ghi chép bổ sung, nên má mới có một cái tấm bản đồ, cái bộ rất hoàn chỉnh. Chỗ này, chỗ cầu Vĩnh Bình là nó bố trí bao nhiêu, chỗ này bố trí bao nhiêu, các cái điểm. Chính nhờ cái má ghi chép đó nên khi má hướng dẫn cho chúng tôi nhìn vào bản đồ đó, rất dễ phát hiện ra là đây lực lượng của nó bao nhiêu và cách của nó bố trí thế nào. Đấy, nên là cái sau này thì mới có điều kiện tìm hiểu. Khi mà đánh xong rồi thì mới bắt tìm hiểu má này, tại sao má viết chữ đẹp thế này, tại sao má lại ghi chép được thế này. Thì má mới kể lại là chồng của má cái bản đồ này mà cất giấu ở trong cái hình như cái chum thóc ấy, ở trong nhà ấy, thì cất giấu đó. Và má cứ bổ sung chính cái bản đồ đó ấy. Má mới ở trong thành phố ra cách đó 2 ngày, má về cái nhà ở Búng ấy, nó thiêu ấy, thì nó mới có cái bản đồ nó đầy đủ. Và phải có cái bà má mà đây là bà má biểu tượng của miền Nam, như bà má có, bà má trí thức vì là giáo viên mà, nên má mình nghĩ chắc được thế. Còn nếu bà má bình thường thì chắc cũng khó, nhưng mà đấy, nguồn gốc của bà má là như thế. Sau này cứ đến dịp 30 tháng 4, tướng Nguyễn Huy Hiệu lại vào thăm má và các gia đình chính sách của địa phương. Tháng 8 năm 1989, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu đang đi công tác nước ngoài thì má mất. Khi về, ông đã nhờ người khắc bia đá ở Thanh Hóa, rồi tự tay mang vào Bình Dương và cùng gia đình xây phần mộ cho má. Tấm bia ấy khắc dòng chữ: Đại đoàn Đồng Bằng, Trung đoàn 27 Triệu Hải Anh Hùng, ghi ơn má Sáu Ngẫu đã chỉ đường cho Trung đoàn vào giải phóng Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975.